Bạn đang thiếu tiền hả? Tôi đây mới khổ nè, tiền lương còn không đủ ăn, không đủ làm cho con cái, không đủ mua sữa cho con nữa nè. Bạn bè gặp nhau bắt đầu ngồi lại là kể, và luật hấp dẫn thì càng ngày nó càng thu hút nhiều điều đó hơn cho bạn. Nếu một ngày 24 giờ bạn nói rằng bạn cũng đang ứng dụng luật hấp dẫn, tối trước khi ngủ mình cũng hình dung tưởng tượng, sáng thức dậy mình cũng hình dung tưởng tượng là mình đã đạt được mục tiêu tài chính 30 ngày của mình rồi, mình hình dung tưởng tượng là sự giàu có và tiền bạc đang thu hút đến với mình rồi, nhưng trong những giờ còn lại trong ngày thì bạn lại tập trung than vãn, kể lể, than nghèo, kể khổ, tập trung vào những suy nghĩ và cảm xúc không tích cực, tập trung vào cảm xúc bực bội, thì điều gì sẽ xảy ra đây? Có nghĩa là bạn mong muốn ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút nhiều tiền bạc hơn, nhưng trong ngày bạn lại có những suy nghĩ không tích cực, bạn có những cái lời nói không tích cực, hàng ngày bạn than vãn, bạn kể lể ra những cái điều khó khăn trong cuộc sống. Không phải mình chỉ hình dung tưởng tượng tiền bạc và sự giàu có đến với mình mỗi ngày một lần đến hai lần là đủ. Để mà tiền bạc, sức khỏe, sự hạnh phúc, may mắn thu hút đến với bạn mỗi ngày thì nó đến từ cảm xúc thường trực của bạn trong ngày. Nếu bạn muốn cải thiện tình hình tài chính của mình tốt hơn thì ít nhất 51% thời gian trong ngày bạn phải tập trung suy nghĩ những điều tích cực về tiền bạc và sự giàu có. Bạn sẽ thấy cuộc sống của mình bắt đầu cải thiện lên dần. Sau đó mình tăng lên 55%, mình tăng tiếp tục lên 60% những suy nghĩ tích cực trong ngày. Không phải bạn nói là tối trước khi mình ngủ, sáng khi mình thức dậy, mình đã hình dung tưởng tượng đến sự giàu có rồi, nhưng mà trong ngày thì bạn lại không làm chủ cảm xúc, không làm chủ suy nghĩ của mình nữa. Mình để nó thích nghĩ về chuyện gì thì nghĩ, mình để tâm trí của mình đi đâu thì nó đi. Nếu như bạn không làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình thì tâm trí của bạn sẽ hướng về những điều không tích cực, hướng về những điều không thuận lợi trong quá khứ. Lúc đó bắt đầu bạn sinh ra những cảm xúc không tích cực và bạn lại tiếp tục thu hút những điều không tích cực đó đến với cuộc sống của mình. Nếu hiện tại tài chính của bạn không tốt mà bạn xem được video này, có nghĩa là vũ trụ đang mách bảo bạn rằng hiện tại bạn đang suy nghĩ vào những điều không tích cực quá nhiều. Trong khoảng thời gian qua mình có những suy nghĩ không tích cực quá nhiều. Bạn bè gặp nhau đi cà phê là bắt đầu ngồi than vãn kể, bắt đầu ngồi than giống như là mình đang khoe chiến tích của mình vậy đó. Thiếu tiền hả? Tôi nè, tôi còn khổ hơn bà nữa nè, tôi còn thiếu nhiều tiền hơn bà, tôi còn nợ mấy chục triệu luôn nè, tôi còn nợ mấy trăm triệu luôn nè. Và thế là luật hấp dẫn nó cứ càng ngày cho nhiều hơn, càng kể về nợ thì nợ nó càng nhiều hơn, càng kể về sự thiếu thốn thì bạn càng ngày bạn càng thiếu thốn hơn. Bạn thử nhìn lại cuộc sống của bạn đi, có giống như những gì Thiện nói không? Bạn thấy rằng tiền bạc nó không lưu thông trong cuộc sống nữa, thậm chí nó còn âm nợ, và tự nhiên tất cả mọi điều rắc rối trong cuộc sống lại ập đến với cuộc đời của bạn, đúng không?